Ok, Ờ. vừa rồi thì bạn Hoàng Nam đã có một câu rất là hay, bây giờ quyết định Phát ngôn gây sốc. ai đẹp trai hơn thì người đó vô địch. Có kịp phải là mát gì không? Mát gì? Mát gì? Cái gì đó Không dám. ha hoa gì vậy? Nói chung á, là mát thi đấu này là mát thi đấu khá rộng. Địa hình khá là hiểm trở. Nhưng Và mà đây cũng không thuận lợi cho đánh gà cho lắm. Biết đâu được bất ngờ. Vâng ạ, à, ngay pha đầu tiên thì bạn Hoàng Nam đã có một tên bắn khá chuẩn và một phát rất rít. Pha rít. ủa đây là map, đây là phiên bản nhỏ hay là phiên bản rộng ta? Hình như map thi đấu này có hai phiên bản, một rộng một nhỏ. Vâng, và nói chung thì đây map thi đấu này nó sẽ không hoàn toàn gây khó khăn gì cho những cú bắn siêu cao, bởi vì phía trên khá là thoáng, chỉ là địa hình ở dưới thì khá là chen leo hiểm trở. Hy vọng rằng là Sơn Hải sẽ tìm được vị trí nào đó để búp cho mình được cái pháo đài để tiếp tục phát huy được cái sức mạnh này. Việc mang bét gà đi vào thi đấu tọa đội quả là một cái làn gió mới, và việc đó đã hiệu quả ngay tức thì khi đã giành chiến giúp cho đội miền Nam giành hai chiến thắng liên tục và chiến thứ hai rất thuyết phục, bởi vì việc lựa chọn địa hình rất là khôn khéo. Tiếp đi. Tiếp đi. Từ từ mới thông tin nói chứ chứ Ủa thì đúng như Thọ nói không, ban đầu vô các bạn ấy sẽ đánh thăm dò nhau, bắn qua bắn lại chào hỏi nhau bằng những cú đáp thường không có bóp gì cả để còn người giữ ta tên kêu cho nói bình nhau. luận chứ đâu phải là trả bài đâu, trời đất ơi. Lên lận rồi giống trả bài thôi. Ok. À, hiện tại bây giờ trên màn hình chúng ta thì bạn Trung Dũng đang tìm cho mình một góc bắn, tại vì cũng khá là khó khăn. Bạn ấy sử dụng quang lựu gạch và tầm bắn quang lựu đạn, tầm bắn của quang lựu đạn thì khá là ít, và các bạn sử dụng quang lựu gạch, quang lựu đạn cũng đã nhớ rằng là quang lựu đạn chỉ có những cái góc bắn chỉ lên trời như thế này, để mà tìm những cái góc bắn trong map này thì khá là khó khăn. Tại vì các bạn thấy để ý là chúng ta có 4-5 cái lều và địa hình thoai thoải, nó rất là hiểm trở, nó không hiểm trở nhưng nó thoai thoải như thế này, Nó rất là dễ bị mất mất góc, chỉ một cú thôi là mất góc. và nó sẽ thuận lợi cho những vũ khí như là wow lưu gạch hoặc là những cái wow mà có những cái diện tích chỉnh góc rộng. Rộng nhất là cao luôn này, còn có gì Hình nữa? như là khoảng như là super là có góc Super chuẩn bậc nhất chứ. thì không cần nói rồi. Tại vì trong thi map thi đấu này thì chúng ta vẫn được sử dụng super, đó là thương cổ, búa và bum. Tuy nhiên thì hầu như đó không phải là cái sự ưu tiên của tất cả các bạn. Trong địa hình này thì chúng ta thấy là đội của miền Bắc có một chút lợi thế do các bạn đứng ở điểm mắt bên tay phải, và đặc biệt là bạn Hoàng Nam lại đứng ở trên nắp lều, mặc dù có bị bắn trúng thì cũng không bị mất góc là bao nhiêu. Và bên cạnh đó thì bạn Sơn Hải hiện tại mặc dù bạn ấy đã đứng nép ở phía bên trái màn hình, tuy nhiên thì bạn ấy luôn luôn hứng chịu những lượt đam lượt lượt đam chay thông thường. Ủa? Không sao anh. Vâng, đính chính lại là shipper chúng ta không được xài nha anh là trọng tài gà béo vừa nhắc nhở bình luận viên. Và rồi hiện tại mặc dù là bạn ấy đứng ở mép phía bên tay trái màn hình, tuy nhiên thì những cái lượt đam do là gió thuận so với các bạn Trương Sơn Hải và Trung Dũng, và gió nghịch so với bạn Hoàng Nam và bạn Tuấn Hải. Vì vậy những viên đạn từ ở phía trên trời rót xuống nó pha ngược vào phía trong ạ. Chứ không phải là như những cái viên đạn như vừa rồi là bạn Hoàng Nam và Mình bạn check ra Tuấn Hải nó đều lệch ra phía ngoài. Và một thông tin đó chính là Thỏ xin nhắc lại, đó chính là chúng ta sẽ không được sử dụng super trong cái phiên bản thi đấu của toàn quốc như thế này. Tại vì Thỏ nghĩ rằng là cũng cái giống xác như điểm sát là thương nó cao hơn, tại nó vì cao Thỏ hơn nghĩ là cũng giống như là thi chí tôn, thì các bạn bạn nào chúng ta thi đấu chí tôn thì chúng ta sẽ được sử dụng super, thì super sẽ không được giác vàng, cho nên là nếu so ra thì điểm sát thương nó cũng không là bao nhiêu. Và tiếp tục tìm cho mình những góc bắn thì bạn Sơn Hải đang khá là chật vật, tại vì hiện tại bây giờ gió vẫn đang khá là bất lợi cho các bạn. Như Thỏ nói ban đầu thì do là gió ngược so với hai bạn Hoàng Nam, thì những viên đạn pha vào trong thì rất là đẹp. Thỏ rất là thích những viên đạn như vậy, bắn lên cao chiếu hàng ngược trở lại rất là đẹp. Tiếp tục là tìm cho mình những góc bắn, có vẻ như hai là bạn Sơn Hải và Trung Dũng khá là khó khăn. Trung Dũng có vẻ như đang 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 cố gắng tạo địa hình cho Sơn Hải sử dụng pháo đài. Tuy nhiên
Vâng, chạy công kích luôn rồi các bạn. Vậy là xuyên giáp. Và như vậy chắc chắn là một cú xuyên giáp trúng rồi. Các bạn có thể thấy thì vừa rồi thì các bạn đến từ đội miền Bắc khá là khôn ngoan khi bạn ấy sử dụng một pha cộng 2. Tại sao Thỏ nói như vậy? Vì hiện các bạn có thể để ý thấy là Sơn Hải và Trung Dũng tích cực tìm tìm cho mình một địa hình vững chãi để có thể bước lên skill pháo đài. Tuy nhiên thì các bạn Tuấn Hải đã nhìn ra điều đó và bạn ấy đã phá góc ngay và đào bạn ấy xuống sâu ở phía dưới, làm cho bạn ấy bắt buộc bạn ấy phải sử dụng pick F để bay lên. Có vẻ như là các bạn ấy đang nhận ra được một điểm bước khác của bet già, đó là cái liên tục tìm địa hình, tìm không ra thì các bạn ấy sẽ bị kẹt. Một pha bay của bạn Trung Dũng vô tình làm cho hai bạn Sơn Hải và Trung Dũng nằm vị trí khá trùng nhau. Tuy nhiên vị trí này thì do có một vẫn còn địa hình cao che bên trên nên chưa hẳn rằng đây là sẽ là gây khó khăn cho các bạn. Và vừa rồi thì Hoàng Nam cũng đã có một cú phá map để tạo góc bắn cho mình. Cho lúc đó thì Tân Hải quyết định đào map, và nếu bạn ấy đào trúng sẽ có hiệu ứng kỹ thuật siêu cao. Không có rồi, rất là may mắn. Hai tuyển thủ này cùng một chỗ, đây là điều không tốt tí nào. Vâng, một pha bắn tự đem vào mình là có lẽ là bạn Sơn Hải cố tìm cho mình một vị trí thuận lợi. Vinh có thấy đây có phải là họ đã bắt đầu đứng ở một vị trí thuận lợi không ạ? Vị trí đó có thuận lợi hay không? Ví dụ nếu mình bước pháo đài thì cái miếng đất ở phía trên nó có bị... Nó sẽ không bị mất đi. Nó cho nên là ít nhất là Trung Dũng phải phá đi lớp đất ở phía trên. Tại vì như vậy thì mất đi tầm bắn của Wow Lu Gạch. Tuy nhiên thì với sức gió như thế này thì và cái độ chính xác của Sơn Hải và Trung Dũng thì họ có thể sử dụng góc 50, 65 thì họ hạn chế sử dụng những góc siêu cao. Vâng, và đúng như vậy, pháo đài đã được dựng lên. Như vậy là toàn bộ phần đất xung quanh này sẽ... Nó sẽ bị đúng rồi, miễn kháng cả phía đất, mấy miếng đất phía trên đều bị miễn kháng. Tuy nhiên là... Vâng, mà điều đó cũng không hay cho bạn Sơn Hải, tại vì vị trí này dễ bắn. Vị trí đó bạn ấy khá là lộ thiên và vừa rồi thì bạn Tuấn Hải cũng đã dò được góc bắn ở chỗ đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là ở phía trên góc của các bạn miếng đất một phía rất là nhỏ thì do là ảnh hưởng của pháo đài, vì vậy các bạn không phá đi được, vì vậy cho nên là những cái tên bắn siêu cao của bạn ấy sẽ không được thi triển. Đó là một điều khá là bất lợi cho các bạn đến từ đội miền Nam. Chúng ta có xem pháo đài ở một vị trí không quá hiểm như lần trước, thì để xem là lần này đội miền Bắc có nghiên cứu được cái cách để khắc chế pháo đài hay không. Đúng như là họ dự đoán là phía trên chúng ta đã bị miễn kháng rồi, chúng ta không thể nào phá đi lớp đất có phía trên được. Mà nếu phá được phía trên thì chắc chắn phần bắn sẽ là góc thấp như mình. Vâng ạ, một pha bắn chuẩn xác, một pha bắn chuẩn xác của bạn Hoàng Nam. Tuy nhiên skill bắn chỉ định tăng 500 hộ giáp của bạn Sơn Hải đã được bút lên. Các bạn có thể thấy khi pháo đà, khi bét gà bút cho mình một cái khiên thì các bạn phải tấn công nó nhanh trong vòng 3 tên. Nếu như mà nó tích 330 điểm ma pháp thì có thể bút lên kill bắn chỉ định. Và đặc biệt lưu ý một kia kill này nó rất là hay ho ở chỗ là kết hợp với pháo đài rất là ăn ý. Đó chính là pháo đài di chuyển mới mất đi và kill bắn chỉ định cũng di chuyển mới mất đi. Có nghĩa là nếu như các bạn đứng một chỗ thì nó có thể là vô hạn các bạn. Vâng, là lớp đất được phá từ phía trên. Chúng ta có thể để ý trên màn hình nhỏ, map màn hình nhỏ phía trên, map màn hình mini thì có một viên đất cực kỳ nhỏ phía trên. Và nó có thể là tạo nên cú hit trong trận đấu này. Cái đó phải là cái mái che của bạn Sơn Hải không? Hoặc là mái che, hoặc là chính cái chỗ đó là nơi cản tầm bắn và cũng như là hứng chịu toàn bộ lực đam của bạn Sơn Hải. Tuy nhiên là gió ngược thế này thì Sơn Hải cũng chỉ dùng góc thấp thôi chứ không cần dùng góc quá cao. Đúng rồi. Mà dùng cao thì bắn cũng không tới được. Liên tục là những lượt đam được drop vào bạn Sơn Hải. Tình thế này thì bạn Sơn Hải đang là người có lượng bao thấp nhất tới thời điểm hiện tại. Cả hai đối thủ miền Bắc đang có những lượng bao và đã nhắm được vị trí của Sơn Hải. Liệu các bạn đã quyết định công thành hay không? Nhưng mà nếu mà để ý thì nãy giờ như Trung Dũng chưa lên tiếng. Đúng rồi, Trung Dũng chỉ có hỗ trợ cho bạn Sơn Hải thôi. Vâng ạ, tiếp tục là boost cho mình khiên Globala giảm đi 251. Vinh thấy không ạ? Chính xác. Viên đất khá là nhỏ, tuy nhiên nó đã làm nên một cái điều rất là khó chịu.
như bây giờ là họ đã nhận định đó chính là bạn Trung Dũng chỉ nằm ở phía sau và hỗ trợ cho bạn Sơn Hải mà thôi. Bạn Sơn Hải hiện tại bạn ấy đang có trong account của mình một lượng tấn công rất khủng, một lượng may mắn rất khủng và lượng hộ giáp cũng rất là khủng. Bên cạnh đó bạn ấy cũng đã giảm đi được 251 sát thương. Có thể nói là nếu như bạn nào hứng chịu một lượt bow của bạn Sơn Hải Susu ra xung giáp là phải chết luôn. Và bây giờ thì chúng ta thấy tình thế đang là đội miền Bắc đang có những chiến thuật mới, là họ đang quyết định là công thành, liệu họ có hạ được pháo đài hay không. Bởi vì hạ được pháo đài thì coi như là họ đã giành được 80% chiến thắng. Tuy nhiên cũng điều đó cũng khá là khó khăn, tại vì bạn Sơn Hải đang có một lượng giáp cũng khá là khủng. Và bạn Hoàng Nam thì bạn ấy đang Vừa bị mất gốc. vừa bị mất gốc, vừa bị mất gốc. Vâng, bình luận viên cũng đã bắt đầu lèo lưỡi. Chơi với. Trong trận đấu này thì Vinh có thấy là ngày hôm nay Thọ không có hỏi Vinh cái câu kinh điển Câu gì? là Vinh bắt đội nào, Thôi thôi. tại vì ngay cả bản thân Thọ thì cả ba đội Thọ đều rất là thích, cả ba đội đều Nhớ là lực bắn, đánh tờ đội lúc nào cũng là đang mãi nhãn người xem, đúng rồi, không chỉ là những kỹ thuật bắn mà còn là sự phối hợp rất ăn ý. và điều quan trọng là họ đều là những người khủng mà Thọ đã gặp rồi, Đều là những người quen. những người quen. Hy vọng Cô là Vinh Vinh có đọc cái cuốn sách Người cũ còn thương không? Đó, cuốn sách đó vậy đó. tranh thủ quảng cáo sách nữa, hơi có cát xê không. Có nhận tiền huê hồng không mà sao kỳ huê vậy? Sao mà nhiệt tình quá vậy? chắc là nghe quảng cáo sách xong bạn Tuấn Hải nãy vừa vừa tặng vừa tặng hoa nở trăm lần cho AC Thọ, đồng thời ấy dành 2.000 máu thôi chứ không có gì. Tuy nhiên rằng là do hai đội miền Bắc đang có phần chia cắt nên những skill như là hoa nở trăm lần của bạn Tuấn Hải sẽ không hỗ trợ được cho bạn Hoàng Nam. Có vẻ như là bây giờ hai sao tức nước vỡ bờ, vẫn rất ấn tượng. Các Tuy bạn có nhiên thể thấy thì sau khi mà sau những pha tìm cho mình những một cái góc thật là ưng ý và hỗ trợ đồng đội thì hai cả hai Sơn Hải và Trung Dũng đã tiến hành những lượt tấn công và họ tấn công dồn dập vào bạn Hoàng Nam, tại vì bạn Hoàng Nam đang sử dụng cho mình wall luôn gạch và lượng đam của bạn khá lớn, cộng với lượng giáp của bạn ấy cũng khá là ít. Bây giờ trên màn hình lượt bay vừa rồi thì họ có thể đoán được là chắc có lẽ là bạn Tuấn Hải đang ôm bạn Sơn Hải rồi. nhập thành Xuyên xuyên giáp giáp. rồi các bạn. Mọi Vâng, người như là họ nhận định là kết thúc luôn một bạn Tuấn Hải à, full cây máu rồi các bạn. Họ không nhìn được cái xuyên giáp là được bao nhiêu ca máu nữa, tại vì họ họ đã dính chùm với nhau. nhiên rằng là chúng ta có thể thấy rằng là một lần nữa là một cú xuyên giáp của Sơn Hải đã giết luôn một đối thủ đang còn full cây máu. Nhắc lại chúng ta nhớ chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trước đội tuyển Trung Quốc vào giải Gần đi châu Á 2013 cũng bằng một cú xuyên giáp 13.000 máu và chết ngay đối thủ. Vinh còn nhớ rất rõ là tuyển thủ đó tên là Quen Quay và đối thủ đã đập bàn. Rất ấn tượng à, 21k. 21k Vâng, và theo trọng tài gà béo thì đó là một cú crit 21.000 máu. Cú rất đó là rất một kinh đấm khủng. phát chết luôn rồi. Các bạn có thể thấy thì uy lực của Bét Gà thì cũng rất là kinh khủng, không phải là về phần tấn công mà cũng là phần phòng thủ. Các bạn thấy là mặc dù lượng máu của bạn Tuấn Hải đã không còn, tuy nhiên thì bạn Sơn Hải vẫn còn ít hơn nửa cây máu chút xíu. Tuy nhiên đó là một lượng máu cũng khá là lớn, hơn gần 10 ca máu. Vì vậy cho nên các bạn có thể thấy là khiêu bắn chỉ định của Bét Gà cũng phát huy tác dụng rất là nhiều trong tình huống như thế này. Và trong tình huống này thì Trung Dũng vừa 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 băng bạn Hoài Nam lại nhằm hồi máu cho bạn Sơn Vinh có Hải. thể thấy là bây giờ ngay từ phút mà bạn Tuấn Hải chết thì cả Trung Dũng và Sơn Hải họ thi đấu rất là kỹ càng, và hầu như đó là một cái yếu tố mà Thỏ rất là thích của Trung Dũng và Sơn Hải, đó chính là Và đúng rồi. mặc dù mà họ đã giết được một đồng đội của đối phương, tuy nhiên họ không bao giờ chủ quan. Đúng rồi, họ rất là cẩn thận. Và vừa rồi vẫn tiếp tục là Bét Gà, tiếp tục là những cái crit một cú full bow.
5.000 6 hay máu là và 6.000 máu, tổng cộng là gần 11.000 máu. và điều đó thì Thỏ làm Thỏ nhớ đến những trận thi đấu của các bạn tổ đội đến từ Việt Nam, miền Nam 1, miền Nam 2, miền Nam 2 tại Cần Thơ. Tên gì thì Thỏ đã quên rồi, nhưng mà các anh ấy thi đấu chung với một đội Malaysia thì đáng lý ra đã chiến thắng rồi. Thì nhưng sau đó thì do là đã giết được một bạn đến từ đối phương, nhưng sau đó do chủ quan, bên mình thì là còn giống như bạn Sơn Hải và Trung Dũng bây giờ, có nghĩa là một người full cây và một người chỉ còn 1/2. Tuy nhiên thì chúng ta đang ở thế thượng phong, mà bạn bạn kia còn cũng phải nói có hộ giáp thần công đó các bạn, Hội giáp thần công 100%, không biết là sẽ hướng đến bạn nào ạ. chắc là sẽ nhắm vào bạn Trung Dũng, không nhắm vào bạn Rất Sơn tiếc Hải. là các bạn có thể thấy đây là viên đá mà Thỏ đã ngay từ đầu Thỏ đã chú ý với các bạn, đó là nó sẽ làm nên một cái sự kiện gì đó. Vâng, kết thúc trận đấu chúng ta ngày hôm nay ạ, vẫn là skill đạn dí của Bét Gà. Vâng, Bét Gà đã thực sự khuynh đảo toàn bộ trận đấu ngày hôm nay. Và bây Cả ba giờ trận đấu Bét Gà đều phát huy công dụng. thì kết quả của trận đấu chúng ta đã được phân định, đó chính là bạn Sơn Hải và Trung Dũng. Chúc mừng các bạn, chúc mừng hai bạn Sơn Hải và Trung Dũng đã vô địch cả nước năm 2015. Và sẽ trở thành đại diện của Việt Nam đến với cả Thượng Hải để tranh giải Guinness thế giới năm 2015. Bên cạnh đó thì Thọ cũng xin chúc mừng các bạn đến đội miền Bắc, các bạn đã được giải nhì, bạn Hoàng Nam là bạn Tiến Hải, và các bạn đến từ đội miền Trung là các bạn Đắc Tân và bạn Hoàng Khuê, các bạn đã được giải ba, và chúc các bạn